Hôm nay thì mình sẽ cùng đó là cho quý vị tham khảo về cái cánh quạt của bơm khủng long Minh Duy và bộ phận quan trọng nhất của chiếc xe đó chính là cái động cơ, và cái bộ phận quan trọng nhất của cái bơm đó chính là cái cánh quạt. Và cái đội ngũ về kỹ sư và thợ Minh Duy đã thiết kế và gia công ra một cái cánh quạt chuyên nghiệp mới làm nên cái cú bơm mà được bà con yêu thích như thế. Thôi bây giờ coi bự bự, coi chỗ này cho nó bự. Cái cánh quạt này á là cái cánh quạt mình gọi là cái bơm ly tâm. Như vị thấy nè. Giờ bấm dừng cái chiếc ga chút. Bây giờ. Rồi. Và như vị thấy á là từng cánh quạt và từng cái bộ phận của quạt bơm á sẽ đó là phù hợp với từng cái mã lực của động cơ bên Duy thiết kế ra. Có bà con hỏi á là ví dụ như động cơ nhỏ thì chúng ta sử dụng cánh quạt nào? Không phải, bên Duy đã có một cái đội ngũ, một là kỹ sư để đo tải vì điện, và thứ hai á là cái thợ cơ khí gia công về cái cánh quạt này. Không phải là nhiều cánh là nó phù hợp, nhưng mà nó phải phù hợp nhất với cái động cơ đó, để phù hợp để chúng ta đẩy đi xa. Thứ hai á là có những dòng là tập trung nhẹ điện, có những dòng á là cánh quạt tập trung lượng nước nhiều, có những dòng á là phải áp sức mạnh, là tùy theo cái độ về áp suất về cánh quạt này. Và đây là cái bộ phận quan trọng nhất của cái gia công của bơm. Và cánh quạt mà mọi thứ làm mà inox 304 toàn phần, và cái chỉnh cũng rất là dày để chúng ta sử dụng lâu dài theo thời gian. Cái độ chính xác phải cực kỳ cao. Qua đây cho bị coi nè, và quay máy qua đây nè, chúng ta thấy được á, đây quay vô hướng này đây, vì thấy nè, cái độ khích giữa cánh quạt và con bơm bên Duy nè, và cái độ khích này cực kỳ khích, nhưng mà nó không đụng nha, có nghĩa là nó gần đụng nhưng mà nó không đụng được, chúng ta mới có một cái lượng nước đó là ưu việt về cái hiệu suất. Đây đây, rất là khích nha. Đó, như vậy thấy không, quay không có độ chợt luôn, thấy không, không có độ ngã độ nghiêng luôn đó, quay theo một cái hướng nhất định. Đó là về cái gia công cơ khí bên Duy. Nếu như mà chúng ta mà thấy được những cái đầu bò truyền thống ngày xưa, chúng ta quay nó dẫn qua dẫn lại vậy nè, nó giống như cái bánh xe mà bị quanh liền á. Vì thấy không, cái bánh xe đạp ngày xưa mà mình thấy đạp xe mà nó quanh qua quanh lại á, là cái không có chính xác, nhưng mà cái độ chính xác của bên Duy nó đã gần như ok. Và đó là lý do mà được bà con cũng rất là thích hàng bên Duy, và Duy rất là cảm ơn quý bà con đã luôn đồng hành cùng thủy sản Duy. Bên Duy sẽ cố gắng tìm ra những cái sản phẩm để tốt hơn cho ngành nông nghiệp và ngành thủy sản của chúng ta. Xin cảm ơn quý bạn đã luôn đồng hành cùng thủy sản Duy, hay là đồng hành cùng Duy. Xin chào và hẹn gặp lại, xin chúc quý bạn một vụ mùa thành công, trúng mùa trúng giá. Xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn.